Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn, phát thanh từ Washington DC. Sau đây là tin địa phương. Một cảnh sát của Missouri đã bị bắn chết khi đến hiện trường vì một cú gọi cho 911 sáng sớm hôm thứ Tư. Điều đáng nói là nạn nhân là người vừa thay thế vị trí của một vị sĩ quan cảnh sát khác cũng bị bắn chết ở cơ quan mình. Cái chết của viên cảnh sát Christopher Ryan Morton, 30 tuổi, xảy ra sau khi đầu năm 2018 cho đến nay, khi đã có ít nhất 20 nhân viên cảnh sát trên toàn quốc bị bắn chết trong lúc đang làm nhiệm vụ. Morton làm việc cho Sở Cảnh sát quận hạt Clinton từ tháng 2 năm 2015 đến tháng Giêng năm 2017 với tư cách là dự bị. Ông đến một căn nhà nằm ở cách thành phố Kansas City khoảng 75 dặm cùng với hai đồng đội khác khi có cuộc gọi 911. Người ta nghe có tiếng la hét của hai phụ nữ, hung thủ nổ súng từ bên trong căn nhà khi cả ba viên cảnh sát đang tìm cách đột nhập vào để khống chế hung thủ. Mọn trúng đạn tử thương, còn hai đồng đội bị thương, được chở vào bệnh viện chăm sóc. Khi toán Swat vào được căn nhà nói trên vào sáng sớm hôm nay thì thấy hung thủ đã bị chết. Chưa rõ hung thủ chết vì lý do gì và hai phụ nữ trong căn nhà bị giải về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Bueller, đại diện cho sở cảnh sát Clinton nói, đây là một thảm kịch khi sở cảnh sát mất hai đồng đội từ 7 tháng qua. Hãng hàng không All Nippon Airlines, tức là ANA của Nhật, vừa gỡ bỏ tấm bảng quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, tiểu bang California đến Tokyo và đến Hồ Chí Minh City sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng Việt Nam, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose. Trước đó ngày 4 tháng 3, nghị viên của thành phố Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiroyamada của hãng hàng không ANA đề nghị là hãng này gỡ bản quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Sài Gòn. Cùng một lúc thì nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không của Nhật để đưa ra yêu cầu tương tự. Tấm bản quảng cáo ngắn gọn với hai dòng chữ San Jose tới Tokyo và Ho Chi Minh City. Chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn đã bị cộng đồng Việt Nam phản đối vì sử dụng cụm từ Hồ Chí Minh trong phần tiếng Anh. Trả lời cho VOA thì nghị viên Diệp Thế Lân cho biết giám đốc hãng hàng không Nhật đã quyết định gỡ bỏ tấm bản quảng cáo. San Jose là một thành phố có hơn 100.000 người Việt cư trú, nên đây được xem là một thị trường béo bở cho hãng hàng không kinh doanh các chuyến bay từ đó về Việt Nam. Một nhân viên tư vấn trường đại học cộng đồng Golden West gần Little Sài Gòn đã bảo cặp vợ chồng tại Long Beach nên quay về nước mình mà ở. Đoạn băng ghi lại bà Terry Nelson, phát ngôn kỳ thị lan truyền nhanh chóng trên Facebook, đã gây chấn động không chỉ tại trường đại học cộng đồng Golden West một người đàn ông cho biết, anh ta đang cùng vợ đẩy xe em bé đi dạo trong khu dân cư ở Long Beach thì gặp người phụ nữ này, không chịu nhường đường, bà quay lại bảo cặp vợ chồng quý vị nên trở về nước mình đi. Tony Cao chia sẻ, hai vợ chồng anh đều được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một số sinh viên xem đoạn băng phải thốt lên đây là một sự kỳ thị. Một sinh viên nói, đoạn video được đăng trên Facebook về nhân viên của trường gwc buông những lời mà trường không tha thứ hay ủng hộ golden west tin vào môi trường đón chào tất cả sinh viên trong khi đó thì bà ocean cho rằng sinh viên biết là bà không kỳ thị bà cho rằng quan điểm của mình bị bóp méo và đoạn băng đã bị cắt xén trường golden west cho hay họ sẽ mở cuộc điều tra nội bộ số người vô gia cư của thành phố Los Angeles gia tăng mạnh mẽ và liên tục từ nhiều năm qua. Vì thế cảnh sát tại đây lên tiếng bảo vệ quan điểm cần siết chặt lại số dân homeless này khi họ cho là bắt giữ và cảnh cáo là chuyện phải làm. Sở cảnh sát LA cho hay trong năm 2017 có 14.500 vụ bắt giữ người homeless vì vi phạm tội tiểu hình, tức là tỷ lệ tăng thêm 10% so với năm trước. Sự gia tăng này được giải thích do những biện pháp mạnh như cấm người homeless không được ngủ và chất chứa xe đẩy của họ trên lề đường. Có khoảng 6.400 người homeless bị bắt vì vi phạm các tội đại hình như ăn trộm, cướp xe, tấn công người khác và ăn cướp, theo báo cáo nói trên cho hay. Tuần báo Times cho biết, năm 2017, số người homeless bị bắt đã gia tăng lên đến 31% so với vài năm gần đây. Đại đa số là do những lỗi nhẹ kể cả chuyện không thèm trình diện trước tòa dù là có trác đòi. Ông Choi cũng cho biết người vô gia cư lắm lúc cũng trở thành nạn nhân của những vụ tấn công bạo lực. Ông giải thích gia tăng con số dân homeless phạm tội tiểu hình chỉ vì họ bất tuân lệnh của cảnh sát, nhất là từ chối không chịu nhường vỉa hè cho khách bộ hành. Các nhà tranh đấu quyền dân sự thì lại cho rằng dùng bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề dân homeless khi con số của họ gia tăng đến 34.000 người, tức là chiếm tỷ lệ 1% toàn bộ dân cư của Los Angeles. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tin địa phương trên vị Washington DC Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát thanh từ Washington DC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.